Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị các bạn. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Trước tiên thì mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn được thật nhiều niềm vui, sức khỏe và bình an. Hôm nay mình lấy mấy cái đầu gà này nướng đấu với anh ba ăn chuyến. Anh ba móc ăn thịt rồi giỏi quá. Chuyến này mình chơi đầu xương đấu với anh ba ăn chuyến. Cho anh ba dướng nuốt trọng dướng nữa. Mình ốp đồ ốp rất đơn giản thôi, ăn cho nó đỡ ngán. Hành tím, tỏi, nước tương, đơn giản thôi. Có trái dừa, dừa này dừa cứng cại để mình ốp lấy màu. Đậu gì được chưa? Hả? Đậu gì được chưa? Đậu thêm chút nữa đấy, còn cại quá. Gà nướng làm hủ hay gì, qua sâu gì được rồi. Hành tím với tỏi này mình giã nhuyễn, giã nhuyễn vắt lấy nước, ốp cho nó dễ thấm hơn. Cho chút xíu nước dừa vô đây. Hết cái nước thơm rồi mình ốp luôn, mình hạt nêm, bột ngọt, rồi nước tương, dầu ăn, ốp gắt đơn giản cho nó ăn cho nó đỡ ngán. Cái này mình nướng khi đầu gà chín thì mình để vô cái thau này, mình trộn lại cái nữa cho nó thấm thịt, thấm nước ốp này mới ngon. Cái cây này anh biết cây gì không anh ba? Hả? Cây này người ta kêu cây chút thủy, có bánh tay vô khác á. Cây chút thủy này giờ ít ai trồng lắm anh ơi. Hiếm lắm. Ủa chút thủy này ta trồng ta để có bánh. Vô nó khác rồi, nó kéo. Ở dưới chân cầu có bụi bùn ngót rất là tốt. Trời nắng mà bụi bùn ngót vậy là tốt. Sao anh? Em thấy anh để xui anh ba. Để xui được nhiều hơn á. Đúng rồi. Bốc mùi quá tan chùm lá chuối lại cái là chín tới luôn. Mười hai cái mỗi ngày em sáu cái. Nóng điếu quá. Nóng điếu hả? Chơi cho nó. Ốc mùi thơm lên ba. Hôn ba. Cho bời em đó. Từ tới là nó rớt xuống luôn rồi bời. Mỏng quá ha. Nghe nghe em nó để em nó rớt. Chiều nữa em biết khả năng em rồi. Hãy subscribe.
Móc rồi tay gung quá, móc chắc mua rồi gà cho móc ăn quá, cho hết gung quá. Quá gung, gung quá gung. Ui, ui khui khui. Lắp lại cái thao ấy, nó thấm nước ốp đây nè. Ừ. Da này, gà này nướng ăn đã lắm anh bà. Đều lâu lắm. Thật không ngon chứ, da ngon lắm. Mùi sốc luôn. Lụm. Rồi. Cho nó lên lại. Chứ này là cho được tới chín luôn á. Sao cái bự con cái gì chắc này tay phải éo rồi. Nó phải teo chứ anh. Còn nướng đúng là nó cũng phải teo chứ. Màu đẹp quá ha. Nước dừa không anh? Dừa á. Cho không khét luôn á. Quá đã. Giờ đây là 12 cái đầu nè. Giờ 16 cái ha. Coi gấp đều nha. Đó. 2. Nhiều hơn cái. Wow. Nhiều hơn cái luôn không? Đó, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, rồi ha, đồng ha, ha. Rồi, hôm nay hai anh em mình đấu ăn đồ gà nè. Không bỏ xương luôn, nhưng mà bỏ có 1 mét rồi thôi nha. Không, nhai luôn rồi. Nhai rồi, thôi, không nhai luôn rồi, không cha. Chơi cho vui ha, mà tin chắc vị trí ha. À, tiền bạc thì mình chiếc này mình không có thưởng nha. Thưởng gì? Anh ba gán ăn thắng anh Sơn, em thưởng cho anh ba 100.000 để khích lệ tinh thần anh ba. Với lại lấy có tiền mua dầu để trúng, chạy bươi. Trúng bữa nay ăn thắng anh Sơn rồi cho anh ly cà phê đá được rồi. Rồi nha. Rồi vô chưa? Cho là chỉ bỏ cái mép rồi phải không? Không, nhai luôn rồi, nướng nó giòn rồi. Thôi, cứng lắm cha. Rồi em đếm nha. Rồi đếm đi. 1 2 3 Thấy anh Sơn thủ ăn mình đếm từ từ. Món này món ưa quá anh ba nha anh ba. Nhai xương luôn. Mỗi bữa nhai 73-21 nước cộng lợp với nhai nước cộng bằng dướng ha. Quá. Từ từ anh ba, từ. Cái mép nó dai quá cha, nội cứng quá không không gần yếu. Rồi hết trơn luôn.
Sơn, thấy anh Sơn ăn mà nhâm dữ anh ba ơi. Món ưa của anh ba nè. Gắn lên nè. Mấy cái mép bỏ rồi không? Nhà em nữa à? Nhà bỏ xuống nữa rồi. Cái bếp xương nhai nó hôi luôn. Cái teo nuốt trọng được, cái này nuốt trọng cái tén ăn đó. Dễ không? Nha chị lên ba, cái này không có được nha, 3721 được nha. Rồi. Anh Sơn anh cố tình mua cái này cho anh ăn, anh khỏi có nuốt trọng á. Nhiều cô bác chị nói anh nuốt trọng nhưng mà không phải nuốt trọng, nhưng mà anh ngay kiểu quen ngay 7321 à. Ngay chơi thì chị đi trước cả. Thôi à, xương cái này không ăn nghe, được chưa? Nghe mình không hút hết rồi thôi. Trời không có xài xương. Đỡ gì dướng cậu chết luôn á. Vào ăn xương hết rồi. Người hết hả? Ừ. Rồi. Người hết, chịu mà nổi. Bỏ cái chót mỏ dưới xong rồi. Dạ. Ừ. Rồi mới ra luôn. Xương gà béo muốn chết này. Món này cổ anh... nó béo quá. Ờ à, đúng rồi. Trời ơi chơi ác quá. Chết. Nhờ 3721 là chưa á. Nhờ mình có ăn lại không? À, cứ bỏ thứ người ta giao rồi. Gần béo quá ta. Dài xương sao thấy cực khổ vậy. Mốt chơi cái thời gian lâu dài ăn tính bụng chứ, tới ăn kiểu này thua bóp nữa. Mất khoảng 3 cái mình còn 4 cái. Đã cứ nãy đã nó chấp rồi. Món này món ưa nữa anh ba ha. Món gà cái đầu gà. Trúng. Quên thì biết mua cái giò gà rồi quá. Trúng tủ ha anh ba ha. Ừ. Nó bằng gà bằng vịt như vậy thấy không? Ừ. Cái đầu duy nhất mà. Lên ký nữa cho thiệt nói thiệt anh nghe kiểu gì mà anh nghe lẹ vậy anh ba? Cái hàm trường đạo nó tốt rồi. Lẹ thật chứ, nó bén điện qua đó là ra tiệm mày vậy là mốt còn phải thi đấu. Anh phải thi đấu uống sữa chạy. Mình còn có mình còn gần 4 cái chắc còn 2 cái thua. Chứ sao thì ấu với anh là tôi phải thi đấu một cái bụng nào chứa nhiều thôi. Chứ nhai cái gì mà nhai 7321 cũng chả nuốt mất tiêu rồi. Anh xương anh không bỏ nữa kìa. Ừ. Anh bỏ nhiều, anh ba không bỏ xương. Ừ, thua đâu hàng. Bỏ tay ngay dữ. Hồi nãy vậy em nói ăn thắng anh Sơn, em khuyến khích anh ba 500 ngàn để đổ dầu đi bươi. Mà anh không chịu. Anh đòi ly cà phê là được rồi, cà phê thì thoải mái rồi. Được phải đá được rồi. Với lại cái món này làm như ưa trong người hay sao? Đầu gà, đầu vịt thì thôi, có món ưa lắm. Hồi nãy nướng đầu gà, em biết sao?
Nghe ba nói kêu giờ anh mua 2 kg đầu gà về anh ăn mình hết cho luôn. Bỏ lại. Trời đất ơi. Giờ hàng chi. Giờ mua nửa tí à. Giờ nướng rồi là chiên rồi ăn. Con Quỳnh Nga đặng á. Bao nhiêu đặng 2 kg có kêu lấy hết luôn. Tôi để cho vợ có 30.000. Giờ sắp gì có khác rồi. Tôi chiên rồi cần ký à. Chiên hả? Ừ, trung học cũng nhai giúp rắc đâu tí. Ăn hết luôn. Chừa cho nó được có 2 cái đầu. Vì vậy hỏi chú ơi, một dĩa cho bá rồi hết rồi, nó nhai hết dĩa đâu. Bữa nào em với anh ba ăn vịt lạc nè, thử coi ai ăn hơn nè. Thôi, lạc trời. Đừng nói chuyện, tôi vụ nói chuyện nghe tôi kịp bên là nghe. Không. Dài dòng khẩu không? Phút đến 10 chưa nói là thắng. Cái là xương bị nhiều. Anh ăn đỏ xương, anh ba anh nhai xương luôn kìa. Làm như giòn hết ba, xương giòn. Giòn. Nướng rồi, cái giòn hết rồi. Rồi nướng kiểu này, nướng cái lò đào sâu mà ụp lại. Cái này mà nướng nguyên con vịt hay con gà chắc ngon lắm nè. Cái giòn mà nó đều, nó không có bị khét bị gì luôn á. Ăn rồi, ăn bây giờ mắc cười nha. Ăn từ từ. Ăn nào anh cũng thua anh ba rồi. Thua hả? Thấy lắm thường biết thua không? Thua lắm thường á. Tức quá không? Chiều mà mai chiều là đấu bằng cái bụng mà. Trước khi đấu với anh là tôi phải nhịn đói 2 ngày. Đấu bằng cái bụng cũng được. Bụng hai bự ăn nhiều chứa nhiều là thắng. Đặt tôi xuống ký rồi đó nha. Xuống ký hả? Trên tầm nhiều quá xuống ký. Rồi xuống 6 ký rồi đó. Dạ. Vậy anh xuống 6 ký lần hả? Ở trên đồng á. Là bữa đi bơi xuống nữa nè. Uống. Cái này hai anh em mãi tính chắc vị trí thôi. Chứ hơn thua gì hả? Chứ thôi đừng có nói vậy mày đặt. Tại đã thua rồi. Mày đặt gỡ gạt ha, hồi nãy hùng hổ lắm. Tính lần này thắng anh ba rồi. Thấy còn nhiều hơn ba cái là mà mọc quá hết nổi thua đây mà chịu nhịn đói mấy bữa mới đấu bà mọc được. Là mắc mặt một cua hết gan mọi lại gan ông bén thì cứ gan ông ba xíu ba tú không gan ông bén thẹp quê ông nhai hết chân xương qua gan ba xíu ba tú là sao. Nó không đều. Không đều, cây này chỉ qua đây kia, cây này chỉ qua đây kia không? Vậy đó mới giữ á. Mày chỗ ăn nào? Giữ thì cơ. Mời cô. Ăn đều vậy chứ không bằng ăn vậy đó. Ăn vậy nó mới xỉa đã luôn. Đây là thua anh không phải là thua mấy đầu gà nghe. Thua vô dù cục xương rồi nè. Trên ra tôi chỉ rồi. Thua. Cô báo chị coi lắm, quá chị cũng thấy cũng biết rồi. Người ăn hết xương, người còn xương rồi. Thua. Chấp nha. Rồi thua. Thế vậy chứ mấy cái này cũng giòn nè. Bởi vì anh ba anh muốn ăn luôn đó. Thôi. Bỏ tay đầu hàng, bỏ lại. Tại cái nó giòn ra ha. Giòn, nó cái càm, nó nướng rồi nó giòn ha. Đó. Nó nhai hết luôn á. Ủa chịu quá. Lắc đầu luôn. Tốt quá là còn cái chế tôi làm luôn cho rồi. Ít núi nha. Anh ba nó dòm thấy anh ăn đóng xương thấy tiếc rồi kìa. Anh wow. Ăn hết luôn. Tôi ăn bén quá vậy cha nội. Ăn xương chiên ba còn cái đậu đó ăn đi. Ba. Anh muốn anh muốn biểu diễn cho anh thấy là cho anh sợ. Như anh ba thấy em ốp cái kiểu này. Ngon. Ừ. Kiểu này theo anh ăn anh rút vô nước ở shop đó. À. Rút vô nước thịt gà ngọt không thơm. Thơm không? Ngon.
Cái ốp này ốp ra mình ốp rất đơn giản luôn. Nhưng mà ăn nó không có ngán. Ăn cảm giác ngon giống như là heo gì? Gà quay, vịt quay ở ngoài tiệm thôi ba. Đâu có thua. Phải hơn rồi. Cái cảm nhận của anh là vậy, nhưng mà mình thì mình ốp nó ốp rất đơn giản vậy thôi. Thì cảm nhận anh ba là kêu rất là ngon. Thì không cái này là cái đậu gà này nè. Mình tính ăn cái này cảm giác là nó ngon hơn cái ông bạn quay ở ngoài ngã tư á. Ông bạn là biết sao, ông luộc trước rồi. Đúng rồi. Ông mới nướng rồi nó mất cái một cái ngọt. Ừ, nó không có cái thịt nó không ngọt, không thơm. Đúng rồi. Bữa đó mua đi công chuyện đó gì đó, mua hai cục gì cho vợ đó, vợ nó ăn cũng chê. Luộc á, cái đó là luộc rồi mới nướng á, nó không có cảm giác, không có cảm giác với cục nướng. Đúng rồi, không có cảm giác đâu. Vậy là cảm nhận như là ngon không? À, theo ngon. Ăn em ốp vậy là cảm nhận ngon. Cái gì xương tôi ăn hết. Ok. Ăn hết đi ba. ăn nguyên cái đầu ra thôi. Thôi. Phải nhịn đói 2 ngày đấu ăn lần nữa mới là chấp nhận thôi. Nè cả nhà anh em mà tôi không có miếng. Tôi đã thua rồi. Chục quay chục quay. Xương nham nổi. chục quay. Rồi mắc cỡ quá. Cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mình. Mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều sức khỏe. Xin chào. Bye bye.